Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều ngày hôm qua 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo Gia Nghĩa, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Đơn Dương, 10 năm tù giam vì tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2017, trong lúc uống rượu ở nhà một người bạn ở thôn Mờ Rằng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Gia Nghĩa và anh Cờ Quốc, hộ khẩu thường trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Cờ Quốc dùng tay và ly uống bia đánh nhiều cái vào mặt và đầu Gia Nghĩa. Do bức xúc, Gia Nghĩa đã về nhà lấy dao thái lan dài 35 cm đi tìm Cờ Quốc và đâm nhiều nhát vào người Quốc khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác và gây mất trật tự trị an. Tuy nhiên, người bị hại cũng có một phần lỗi. Vì vậy, tòa tuyên án bị cáo Gia Nghĩa 10 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 135 triệu đồng.